Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày nước sạch và vệ sinh môi trường Việt Nam 29 tháng 4 năm 2024 và tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường có phóng sự Vấn đề nước sạch đô thị. Xe đạp thổ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Lãnh đạo Israel và Mỹ thảo luận về các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho các con tin và một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Yên Bái đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Kiều Thu đã thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cuộc sống của các kiều bào Việt Nam tại Vancouver, đồng thời khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ tích cực tạo điều kiện để hỗ trợ cho sự hợp tác giữa Việt Nam, các tỉnh của Việt Nam với bang British Columbia. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự đón tiếp của lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lãnh sự quán sẽ tiếp tục giúp đỡ các tỉnh của Việt Nam trong việc quảng bá, xúc tiến, đầu tư và xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường này. Chuyến công tác này cũng góp phần tuyên truyền về những đổi mới của Việt Nam tới kiều bào và các doanh nghiệp ở ngoài nước. Trong chương trình công tác, đoàn công tác các tỉnh của Việt Nam cũng đã gặp một số đối tác để bàn về quan hệ hợp tác làm ăn trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác các tỉnh của Việt Nam, trong đó có tỉnh Hòa Bình, do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bang British Columbia, Canada. Ông Jacques Bra, Bộ trưởng Thương mại tại tỉnh, đã tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jacques Bra, Bộ trưởng Thương mại tỉnh bang British Columbia, chào đón đoàn công tác của các tỉnh sang thăm và làm việc tại Canada, đồng thời khẳng định, trong chiến lược phát triển, Việt Nam là một trong ba quốc gia mà bang British Columbia đặt mục tiêu mở rộng thương mại và tiến tới hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác các tỉnh của Việt Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh bang British Columbia đã đón tiếp đoàn Việt Nam chu đáo. Trong chuyến công tác này, bên cạnh việc quảng bá những tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư, các tỉnh của Việt Nam mong muốn mối quan hệ của hai nước ngày càng tốt đẹp. Các tỉnh của Việt Nam, trong đó có tỉnh Hòa Bình, mong muốn được đón lãnh đạo tỉnh bang British Columbia và các doanh nghiệp sang thăm, nghiên cứu, đầu tư tại Việt Nam trong thời gian gần nhất, mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới cho hai bên. Như vậy, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh của Việt Nam đã kết thúc thành công chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức với các nội dung đề ra theo kế hoạch. Chương trình đã góp phần giới thiệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Canada nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ và Canada quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương tại tỉnh bang British Columbia, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tham dự chương trình tọa đàm đẩy mạnh và tăng cường xuất khẩu, đầu tư thương mại giữa các địa phương Việt Nam và Canada. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada, ông David Eby, Thủ hiến tỉnh bang British Columbia, ông Jacques, Bộ trưởng Thương mại tỉnh British Columbia. Việt Nam và Canada xác lập quan hệ đối tác toàn diện từ tháng 11 năm 2017. Quan hệ chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Quan hệ hợp tác toàn diện cấp nhà nước,
các hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước không ngừng được mở rộng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực, thương mại hai chiều Việt Nam và Canada tăng trưởng 170%. Chương trình quảng bá địa phương tại Canada và buổi tọa đàm là dịp để mở ra nhiều cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên trao đổi hợp tác. Các tỉnh của Việt Nam, trong đó có tỉnh Hòa Bình, tin tưởng rằng trên tinh thần chủ động, tích cực và xây dựng quan hệ hợp tác của các địa phương, hai nước sẽ ngày càng phát triển. Trong khuôn khổ chương trình, các tỉnh của Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Canada đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mai Châu, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu ước đón khoảng 13.220 lượt khách, trong đó khách quốc tế 2.700 lượt khách, khách nội địa ước 10.520 lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 15 tỷ 864 triệu đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm của khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo về các điều kiện, dịch vụ ăn uống, các hoạt động vui chơi, giải trí. Các điểm du lịch cộng đồng như Bản Lác xã Triềng Châu, Bản Nhót xã Nà Phòn, Pom Cọng thị trấn Mai Châu, Bà Cò hang kia là những điểm du lịch thu hút đông lượng khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Huyện Mai Châu tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh quảng bá du lịch, thu hút đầu tư phát triển du lịch tại các vùng trọng điểm du lịch, tăng cường bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc để tạo hình ảnh về Mai Châu thân thiện và mến khách. Theo số liệu thống kê của Công an thành phố Hòa Bình, tính từ chiều ngày 26 tháng 4 đến 17 giờ ngày 28 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã phát hiện lập biên bản 58 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là gần 300 triệu đồng, tạm giữ 3 ô tô, 36 mô tô và các phương tiện giao thông khác vi phạm. Trong đó, lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, bố trí lực lượng, làm tốt công tác chỉ huy, điều khiển giao thông trong các giờ cao điểm, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 27 tháng 4 đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2024 của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, không có ùn tắc giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương tại thành phố Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các ban ngành trung ương địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 hàng năm, đã tạo nên phong trào giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch vì sức khỏe của người dân và vì một cuộc sống sạch đẹp, văn minh, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề nước sạch cung cấp cho đô thị trên địa bàn tỉnh. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, với bà Nguyễn Thị Thúy ở tổ 13 phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, thì nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống cũng như sinh hoạt của gia đình. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, bà Thúy cùng với các thành viên trong gia đình luôn nêu cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, tiết kiệm nguồn nước. Nước giếng rất là bẩn, không sạch. Đến bây giờ có nước sạch chúng tôi dùng rất là thích và chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã cung cấp nước sạch cho chúng tôi. Mà hiện giờ chúng tôi được dùng nước sạch thì chúng tôi rất là tiết kiệm. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Tổ dân phố thì tuyên truyền tất cả nhân dân trong khu phố là coi lắp đồng hồ, và hiện tại bây giờ là tổ dân phố chúng tôi là có gần 100% các gia đình là lắp đồng hồ sử dụng nước sạch của công ty nước. Thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân là nguồn nước bây giờ chứ coi là
là quý quý nên là mức độ sử dụng của dân phố nó cũng phải là tiết kiệm để tránh lãng phí. Theo kế hoạch số 45 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2024-2025, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị từ loại 5 trở lên đạt 100%, trên địa bàn toàn tỉnh đạt 85%, chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, các khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng. Với tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt trên 90%, cung cấp nước sạch hợp vệ sinh khu vực đô thị đạt 100%. Cái việc đảm bảo cấp nước trên địa bàn của công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình là thực hiện rất là tốt. Hiện nay thì đặc biệt khu vực thành phố Hòa Bình, công ty đã đảm bảo cấp nước 24/24 với chất lượng và cái áp lực rất là tốt và rất cao. Chất lượng thì đảm bảo quy chuẩn 01 của Bộ Y tế, cũng hàng năm trong cái kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp thì chúng tôi cũng đã đưa vào kế hoạch để mà cải tạo nâng cấp cũng như là đầu tư mở rộng phát triển cái mạng lưới cấp nước, đảm bảo cái nhu cầu cấp nước cho địa bàn nhân dân thành phố Hòa Bình. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện nay tác động của biến đổi khí hậu rất đa dạng phức tạp, trong đó nước chịu tác động sớm nhất của biến đổi khí hậu. Tình trạng suy kiệt nguồn nước trong hệ thống sông, hạ lưu các hồ chứa sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo vệ tài nguyên nước hiệu quả, rất cần sự chung tay, chung sức của toàn xã hội, từ cơ chế, chính sách quản lý của các cấp, các ngành, cho đến hành động của mỗi người dân. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Xe đạp thổ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những địa điểm thú vị trải nghiệm check-in ở Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta như một bạch đằng chi lăng đống đa của thế kỷ 20. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của đội dân công cùng những chiếc xe đạp thồ ngày đêm âm thầm ra trận phục vụ chiến dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, hiện đang trưng bày chiếc xe đạp thồ của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng ở tỉnh Phú Thọ. Ông được mệnh danh là kiện tướng xe thồ với kỷ lục vận chuyển hơn 350 kg hàng hóa một chuyến. Để có thể thồ được khối lượng lớn hàng hóa phục vụ chiến dịch, chiếc xe đạp đã được ông Thắng cùng các chiến sĩ dân công khác cải tiến như buộc thêm vào ghi đông một đoạn tre nhỏ, gọi là tay ngai để điều khiển xe, buộc vào trục yên xe một đoạn tre cao hơn yên khoảng 50cm để cầm, giữ thăng bằng và đẩy xe đi, hàn thêm sắt, buộc thêm gỗ, dùng vải, quần áo cũ, xăm cũ để gia cố tăng độ bền cho xăm, lốp và khung xe. Với cách làm sáng tạo này đã giúp chiếc xe đạp tưởng chừng như rất bình thường có thể tăng khối lượng thồ lên 200 đến trên 300 kg một chuyến, lập nên những kỷ lục không tưởng về vận chuyển hàng hóa. Đến Điện Biên, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chị Ma Thị Lanh, con gái út của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng, không khỏi bồi hồi xúc động khi được nhìn lại kỷ vật của cha mình trong chiến dịch. Tôi được nhiều lần cha tôi kể, ngoài cha tôi còn nhiều đơn vị cũng kể lại cho tôi cái sự tích của người cha tôi và cái thành tích của cha tôi đã đạt được. Tôi rất vinh dự và tự hào người cha tôi đã đạt được kỳ tích ở Điện Biên này. Nhân cái dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chúng tôi cũng có tổ chức một đoàn lên để thăm lại cái chiến thắng của cha ông mình, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Trong đó, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ cũng đã đóng góp hàng trăm dân công hỏa tuyến để phục vụ chiến dịch. Đặc biệt là có ông Ma Văn Thắng đã tham gia cái đoàn xe đạp thổ và đã có thành tích rất cao trong cái chiến dịch Điện Biên. Chúng tôi khi nhìn thấy cái hình ảnh này thì cũng rất là xúc động, cảm nhận là cái xưa kia mà cha ông mình cũng đã vận dụng chính những cái xe này là của nước Pháp sản xuất mà chúng ta lại vận dụng để
vận chuyển lương thực từ rồi vũ khí đạn dược để phục vụ cho chiến dịch. Rất là xúc động. Xe đạp thồ là xe đạp Peugeot do Pháp sản xuất và đưa sang Việt Nam. Thời điểm đó, mặc dù xe đạp là tài sản thuộc hàng hiếm và quý, nhưng nhân dân Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh Liên Khu 3, Việt Bắc, Tây Bắc đã đóng góp 21.000 chiếc xe phục vụ cho chiến dịch. Khi đó, binh chủng xe đạp thồ ra đời và được tổ chức chặt chẽ như quân đội. Hàng vạn dân công mỗi tỉnh được tổ chức thành đoàn, trong đoàn hình thành từng đại đội trung đội cùng những chiếc xe đạp thồ vượt qua đèo, qua suối, vượt núi, băng rừng, ngày đêm hướng ra tiền tuyến, tiến lên Tây Bắc, về với Điện Biên. Cả chiến dịch, đội quân xe đạp thồ đã vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa, giúp chiến trường chưa bao giờ bị gián đoạn về hậu cần, từ lương thực, thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Xe đạp thồ là một phương tiện vận chuyển mà phải bằng sức người. Thế cho nên là có thể nói là nó là một cái phương tiện mà cũng không thể thay thế được trong một chiến trận. Cho nên là cái cuộc chiến ấy, cái xe đạp thổ rất có giá trị để mà vận chuyển lương thực, đạn dược từ hậu phương ra tiền tuyến. Đi qua những các cái vùng mà bom đạn nó thả suốt ngày, suốt đêm ấy. Thế cái xe đạp thổ thì có thể nói là tải gạo cũng được, tải súng đạn cũng được, tải thương binh cũng được, vân vân. Từ một thương binh có thể tải đến hai thương binh, rồi có xe đạp nó tải, ông ấy tải đến bốn thương binh chẳng hạn. Thế đấy là những cái mà nó tuy tưởng nó đơn giản nhưng mà nó rất phức tạp. Và nếu không có được cái lực lượng như vậy thì có thể nói là bộ đội cũng khó khăn, không có đạn, không có lương thực. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lập nên nhiều kỳ tích và đặc biệt xe đạp lên ngôi vua vận tải thành lực lượng xe đạp thổ quân sự lớn nhất trong lịch sử chiến tranh. 70 năm kể từ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, song câu chuyện và hình ảnh chiếc xe đạp thổ chở hàng nghìn tấn lương thực cho chiến dịch được cả thế giới biết đến như một huyền thoại. Thứ vũ khí đặc biệt ấy đã đánh bại sức mạnh của thực dân xâm lược với hàng vạn vũ khí tối tân để làm nên chiến thắng vang dội, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thưa quý vị và các bạn, nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, Hòa Bình được biết đến với nhiều điểm đến check-in hấp dẫn, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Nắm bắt xu thế và nhu cầu đó, các khu điểm du lịch ở Hòa Bình đã đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu nét văn hóa dân tộc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 7 km, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường thuộc địa phận phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình với diện tích rộng trên 5 hectare. Bảo tàng tư nhân này được xây dựng với mục đích lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Đến thăm bảo tàng, ngoài việc được tận hưởng không gian yên tĩnh, du khách được tìm hiểu rất nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mường. Ở đây có không gian thật là mát mẻ và có nhiều các cái văn hóa của người Mường mang lại những cái ý nghĩa tốt để chúng tôi có thể giáo dục cho các con về cái nền văn hóa của người Mường, về những cái dụng cụ rồi là những cái không gian văn hóa nó mang ý nghĩa lịch sử lâu dài để giáo dục cho các con. Và chúng tôi đã lựa chọn đến đây để chụp những bức hình ảnh thật đẹp để lưu lại trong cái kỳ du lịch lần này. Đến với Hòa Bình, du khách có thể trải nghiệm du lịch Mai Châu với những địa điểm lý tưởng để check-in thung lũng Mai Châu tuyệt đẹp, khám phá, tham quan các bản làng du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa Thái tại Bảo tàng Dân tộc Thái. Tại đây, nhiều hiện vật được trưng bày như thổ cẩm, trang phục, vật dụng sinh hoạt, sách cổ. Du khách thỏa thích chụp hình, check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp sum vầy bên người thân và bạn bè. Giữ gìn bản sắc văn hóa để là cái nét rất riêng biệt của Mai Châu, đặc biệt là những cái nhà sàn như các anh các chị đã đến và thấy đấy, cái nhà sàn và cuộc sống của người Thái nó hiền hòa và nó rất tình cảm. Cái khách họ đến họ cũng muốn khám phá những cái bản sắc văn hóa đấy, và đặc biệt cảnh ở Mai Châu nó rất là đẹp. Thực ra mà nói là nhiều khách đến họ cũng khen mà mình cũng cảm thấy là quê hương mình nhiều cái rất là đẹp. Cách trung tâm thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong khoảng 10 km, vườn hoa Xóm Mừng, xã Hợp Phong đang là địa điểm hút khách bởi một ruộng bậc thang hoa. Trước đây,
Khu vực ruộng bậc thang xóm Mừng có diện tích rộng gần 2 hectare này, được người dân trồng lúa và là điểm check-in quen thuộc của du khách trong tỉnh. Nắm bắt xu thế chụp ảnh check-in của giới trẻ, chủ homestay Nhà Tím tại xóm Mừng cùng với các hộ dân trong xóm trồng thêm hoa trên những thửa ruộng bậc thang nhằm tạo điểm nhấn, ấn tượng, hấp dẫn cho vùng đất này. Trồng cái biển hoa ở khu cây đa cổ của làng. Cái khu này thì bình thường là mỗi năm là sẽ trồng được một vụ lúa thôi. Mình trồng một cái biển hoa để làm điểm nhấn thu hút khách du lịch khắp nơi về để check-in chụp ảnh. Sau khi biển hoa này đã lên thành công thì mình giao lại toàn bộ cho bà con và để bà con dùng cái phí thu được từ cái biển hoa đó để tiếp tục làm đẹp, tái tạo biển hoa để cho tiếp tục gây dựng lại một cái biển hoa mới. Thì trung bình là chắc là cứ quay vòng khoảng tầm 2 tháng thì sẽ có một cái biển hoa mới để cho mọi người cùng ngắm. Với những điểm đến hấp dẫn, thú vị tại Hòa Bình, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, sẽ tạo cho du khách những cảm nhận khó quên và mong muốn được trở lại mảnh đất Hòa Bình, giàu tiềm năng du lịch và đa dạng văn hóa truyền thống các dân tộc. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 28 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc trả tự do cho các con tin và một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Nhà Trắng thông báo hai nhà lãnh đạo đã xem xét lại các cuộc đàm phán giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas trong cuộc điện đàm. Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu cũng thảo luận về việc tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo cho Gaza, bao gồm cả việc chuẩn bị mở các hành lang mới ở phía Bắc bắt đầu từ tuần này. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại lập trường của nước này khi quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza. Động thái này được cho là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah. Tổng thống Biden đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng Israel mở chiến dịch trên bộ ở Rafah. Ông được cho là đã bày tỏ lo ngại với người đồng cấp Israel trong cuộc điện đàm. Tổng thống Biden cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình đối với an ninh của Israel sau khi phòng thủ thành công trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hồi đầu tháng này. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles vừa đến thăm Ukraine. Tại đây, ông đã công bố khoản viện trợ mới cho nước này trị giá 100 triệu đồng đô la Australia. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thông báo việc nước này sẽ cung cấp gói viện trợ mới trị giá 100 triệu đồng đô la Australia, tương đương với hơn 65 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Cụ thể, Australia sẽ chi 50 triệu đô la Australia cho viện trợ quân sự với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp quốc phòng Australia. 50 triệu đô la Australia còn lại sẽ được Australia cung cấp cho Ukraine để trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn, trong đó có vũ khí chính xác không đối đất. Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố, Đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, đã giành chiến thắng ở cả 3 khu vực bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung. Kết quả này cũng đánh dấu thất bại của Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền trước đảng đối lập tại cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này. Đợt bầu cử Hạ viện bổ sung lần này nhằm bầu các ghế hạ nghị sĩ bỏ trống, gồm khu vực bầu cử Tokyo, khu vực bầu cử Shimane và khu vực bầu cử Nagasaki. Trước đó, các đảng đã chốt danh sách ứng cử viên tham gia. LDP quyết định không đề xuất ứng cử viên tranh cử tại khu vực bầu cử Tokyo và Nagasaki, trong khi Đảng Dân Chủ Lập Hiến có ứng cử viên ở cả 3 khu vực bầu cử. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, bà Akiko Kammer, cựu hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Lập Hiến đã giành chiến thắng trước ứng cử viên của LDP ở khu vực bầu cử Shimane. Ngoài ra, hai ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ Lập Hiến cũng đánh bại các đối thủ để giành nốt 2 ghế ở khu vực bầu cử Tokyo và Nagasaki. Như vậy, cả 3 ghế Hạ viện bổ sung lần này đều thuộc về Đảng Đối lập Dân Chủ Lập Hiến. Ngày 28 tháng 4, Giám đốc điều hành của công ty xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã bất ngờ có chuyến thăm Trung Quốc và có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh,
Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ các công ty nước ngoài đang hoạt động hoặc có kế hoạch hoạt động tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thủ tướng Lý Cường cho rằng hoạt động của Tesla tại Trung Quốc là một ví dụ thành công về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Tỷ phú Elon Musk được cho là đã ghi nhận nhà máy của Tesla ở Thượng Hải là nhà máy hoạt động tốt nhất của công ty. Ông cho biết Tesla sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo trong việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc để đạt được nhiều kết quả trên cơ sở, đôi bên cùng có lợi. Truyền thông Mỹ và châu Âu đưa tin, tỷ phú Elon Musk dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai phần mềm tự lái hoàn toàn hay FSD tại Trung Quốc. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.